nghe giỏi hả? Này, đây là quảng trường Đà Lạt này. Nhìn đây nè, nhìn đây nè, chỗ mở khẩu trang ra con. Ôi, nhìn đây cô ơi. Cái mặt có biết mấy anh chó chụp mặt không thấy. Bánh tráng nướng. Vô đây, sát vô, công an gì? Bảo vệ rồi. Bảo vệ đuổi đâm quá bảo vệ. Không sao sao vậy cô, làm cái kịp à? Đây là quảng trường Đà Lạt nha. Chương trình bánh tráng nướng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai cái không hành. Dạ dạ. Dạ nhớ cho em nước. Bao nhiêu tiền hả? 155. Trên lại mà mặc áo hở. À, trên lại có trời lạnh nếu mặc áo hở. Lạnh quá trời lạnh luôn. Không phải quay không à. Cho mẹ cái bánh tráng không mày. Đây lạnh đấy mọi người, cần ngồi vô đây. Ai mua bánh tráng muốn đại đi. Đúng nếp nếp đại đi. Cậu quay lại hút. Chưa hút đâu, cứ nướng đi. Nó hút ra này, nó lấy luôn á. Đây của con đầy đủ rồi. Đấy. Lạnh rồi, ở bãi lạnh rồi. Xả hả? Xả hả? Anh em nướng rồi, cái luôn nướng rồi. Lạnh quá. Sao vậy anh lạnh dữ vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.